Tác phẩm: Luôn có giáo viên muốn mời phụ huynh. Tác giả: Cảnh Ngô. Nhân vật chính: Kỳ Ngôn, Lục Tri Kiều. Thể loại: Bách hợp, tình yêu chốn đô thị, duyên phận bất ngờ. HE: Tình trạng: Hoàn thành. Độ dài: 117 chương. Văn án: Tối hôm đó Kỳ Ngôn hốt được một người phụ nữ cùng người mây mưa một đêm, nhưng không ngờ đối phương lại là mẹ của học sinh trong lớp bản thân làm giáo viên chủ nhiệm. Trong cuộc họp phụ huynh, hai người bốn mắt nhìn nhau. Cô Kỳ: Trùng hợp quá. Một hôm nọ, Kỳ Ngôn tịch thu điện thoại của nữ sinh. Sau tiết học, cô gái nhỏ chạy tới văn phòng khóc lóc. Cô Kỳ: Cô có thể trả điện thoại cho em không ạ? Gọi mẹ em tới đây. Một câu tóm lược: Gọi mẹ em tới đây. Độc lập tự chủ, tái sinh trong nghịch cảnh.